Nhìn gì? Ui sợ quá phải ban nó thôi. Đó, bắn cho anh em xem. Nó bay luôn cả cái đầu lò xo rồi nhá. Chào tất cả các bạn nhá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả video tiếp theo của mình nhá. Đó thì hôm nay mình có mua vài chiếc máy nữa. Đây mọi người, một nắm này. Đó mình sẽ làm một cái video đó là thử làm cái pháo tóe, cái pháo đá từ cái bật lửa đấy mọi người. Đó, chúng ta làm từ đá bật lửa cho mọi người nhá, và cái lò xo của bật lửa. Ngày xưa thì là hay bọc lại cái viên đá này vào trong cái tờ giấy đấy mọi người. Ngày xưa là tôi còn nhỏ là rất chi là hay ăn trộm cái đá bật lửa, cái bật lửa dầu đấy. Không biết nhà các bạn nào ở quê có biết cái bật lửa dầu của ông bà không? Đó, thỉnh thoảng là phải thay đá liên tục đấy, là do chúng tôi lấy cái đá ở trong cái bật lửa này để chúng tôi đi chơi nhá mọi người nhá. Đó thì hôm nay tôi mua bật lửa đấy, hôm nay là đi mua nhá chứ không phải đi ăn trộm đấy. Để tôi làm cái video là thử búng đá xem như nào cho mọi người nhá. Đó thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm luôn đấy. Đây mọi người, chúng ta sẽ tháo cái bần lửa này ra. Đó, chúng ta tháo cẩn thận không viên đá nó bay mất nhé. Đó, và chúng ta sẽ lấy cái lò xo này các bạn nhé. Chúng ta không nên vứt cái lò xo này đi này. Đó. Ok thì bây giờ các bạn sẽ kéo giãn cái lò xo này ra nhé. Chúng ta kéo cho nó dài ra để tí chúng ta cầm đốt cái viên đá chúng ta đỡ bị bỏng tay nhé mọi người nhé. Đó, chúng ta kéo dài ra này. Và chúng ta sẽ kẹp cái viên đá vào đây. Đây này mọi người, sau khi chúng ta kẹp đây nhá, chúng ta kẹp viên đá và chúng ta sẽ bẻ quạt cái đầu này thì nó sẽ cặp chặt cái viên đá lại nhé mọi người nhé. Đó. Ok anh em nhá. Đó, sau một lúc thì tôi đã kẹp được 5 quả pháo đá lửa mọi người ạ. Đây nó gọi là pháo tóe hoặc là gọi là pháo đá lửa nhá mọi người nhá. Đó, và bây giờ tôi sẽ đi đốt thử cho anh em và bắn thử cho anh em xem nhá. Đó. Bây giờ tôi sẽ đốt thử nhá, cho các bạn xem luôn nhá. Đây, chúng ta đốt làm sao cho cái viên này nó phải hồng lên nhá mọi người nhá. Đó, phải đốt cái viên đá nó hồng lên này mọi người này. Đó, mọi người nhìn thấy chưa? Hồng nữ luôn. Đó. Bắn cho anh em xem. Nó bay luôn cả cái đầu lò xo rồi nhá. Đây là hiện tại tôi đang bật điện mọi người ạ. Và bây giờ tôi sẽ thử bắn tắt điện đi cho mọi người xem nhé. Vẫn bắn ở bên ngoài nó vẫn chưa tối mọi người ạ. Chúng ta đốt một lúc rồi nó đỏ lòm lên nè. Đó anh em nhìn thấy không? Ok, tôi sẽ đốt thử một quả nữa ở trong góc này bắn cho anh em xem nhé. Cái viên đá này khi chúng ta đốt nó hồng lên đấy, nó hồng rất chi là lâu luôn mọi người ạ. Thấy không? Nó hồng rất lâu luôn nên mọi người cứ bình tĩnh mà bắn nha. Đó. Chúng ta bắn nó còn bay mất cả cái lò xo luôn. Đấy anh em, thì tôi đã bắn thử cho anh em xem luôn rồi nhé. Đó, hiện tại thì của tôi còn 2 viên thôi. Đó, tôi sẽ để dành 2 viên này để về cho bọn chơi cho bọn trẻ con nó xem cho mọi người nhé. Đó thì mọi người xem được video của tôi thì cho tôi một like, một đăng ký nhé và chia sẻ video này giúp tôi nhé. Đó, còn bây giờ xin chào tất cả các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào nhé.